mẹo làm trắng răng, không ê bút tại nhà. Nếu không có điều kiện đến nha sĩ thường xuyên mà vẫn muốn có một hàm răng trắng để nụ cười thêm cuốn hút thì hãy thử một số cách làm trắng răng tự nhiên tại nhà. Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến sắc tố răng. Mặc dù chúng không thể thay thế cho việc đánh răng nhưng trái cây và rau sống giòn có thể giúp loại bỏ mảng bám khi bạn nhai. Bạn cần hạn chế ăn đồ uống và thực phẩm có màu bởi chúng sẽ làm chậm quá trình vàng răng theo tuổi tác của bạn kết hợp với việc vệ sinh răng miệng thường xuyên, nụ cười của bạn sẽ luôn sạch và trắng tự nhiên. Than hoạt tính. Một trong những cách dễ và tiết kiệm nhất để làm trắng răng tại nhà đó là sử dụng than hoạt tính. Bạn chỉ cần nghiền nát một viên than củi thành bột hoặc mua bột than hoạt tính bán sẵn, sau đó làm ướt bàn chải, nhúng vào bột than và đánh răng như bình thường. Sau vài lần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được độ trắng sáng của hàm răng. Sữa bột và kem đánh răng nếu nhà bạn có sữa bột hãy thử ngay mẹo làm trắng răng bằng nguyên liệu độc đáo này. Bạn hãy lấy kem đánh răng lên bàn chải như bình thường, sau đó rắc sữa bột lên trên và bắt đầu đánh. Làm một đến hai lần trên tuần để có hiệu quả tốt nhất. Xúc miệng bằng dầu Xúc dầu, oil pulling, là một phương pháp dân gian truyền thống của Ấn Độ nhằm cải thiện vệ sinh răng miệng và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại dầu tự nhiên nào như dầu mè, dầu hướng dương. Dầu dừa là một lựa chọn phổ biến vì nó có hương vị dễ chịu và chứa nhiều axit lauric, có khả năng giảm viêm và tiêu diệt vi khuẩn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngậm một thìa dầu trong miệng và xúc miệng nhẹ nhàng trong 15 đến 20 phút để loại bỏ vi khuẩn, mảng bám và viêm lợi, từ đó giúp răng bạn không bị đổi màu bởi vi khuẩn. Đánh răng với muối nở Muối nở hay baking soda là một thành phần phổ biến trong các loại kem đánh răng được bán trên thị trường do có đặc tính làm trắng tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cũng cho rằng kem đánh răng chứa baking soda có hiệu quả đáng kể trong việc loại bỏ các vết ố vàng và mảng bám trên răng so với các loại kem đánh răng thông thường. Baking soda là một chất mài mòn nhẹ giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng, nó cũng tạo ra một môi trường kiềm trong miệng của bạn, ngăn vi khuẩn phát triển. Bạn có thể trộn một thìa cà phê muối nở với hai thìa cà phê nước hoặc lấy kem đánh răng lên bàn chải và nhúng vào muối nở. Hai cách này đều có hiệu quả tốt nếu bạn sử dụng đều đặn 2 đến 3 lần trên tuần. Đánh răng với nước chanh. Bạn có thể kết hợp nước cốt chanh với baking soda hoặc bột nở. Lấy một nhúm baking soda vào bàn chải đánh răng và thêm một vài giọt nước cốt chanh lên trên để đánh răng. Vì tính chất tẩy mạnh của baking soda và chanh, bạn chỉ được làm cách này tối đa một lần trên tuần để có được hàm răng sáng bóng. và bột nở với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1:1 và đánh răng một đến hai lần trên tuần, mỗi lần không quá 2 phút sẽ giúp răng bạn trắng lên trông thấy. Muối biển, nước chanh và kem đánh răng. Mỗi tuần một lần, bạn có thể lấy một chút nước cốt chanh, một nhúm muối biển và trộn đều với kem đánh răng. Thỏa hỗn hợp này lên răng và để yên trong vòng một phút rồi xúc miệng sạch với nước. Phương pháp này sẽ giúp men răng dần sáng lên mà không gây ê e buốt. Dầm táo và nước Dầm táo pha với nước có thể dùng xúc miệng hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Nó không chỉ làm sáng răng mà còn có tác dụng giúp hơi thở thơm hơn. Bạn hãy pha 1 đến 2 kìa dầm táo với một cốc nước, sử dụng đều đặn dùng hỗn hợp này xúc miệng mỗi sáng để đạt được hiệu quả cao nhất.